Kính thưa quý vị, bất động sản thì được coi là một trong những ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay. Và trong thời điểm mà toàn nền kinh tế tích cực chuyển đổi số, bất động sản đương nhiên cũng không nằm ngoài tiến trình này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của ông Hà Tuấn Khang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Marketing, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland, với chủ đề chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp, PropTech, sẵn sàng đồng hành cùng chính phủ. Trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể tất cả các đồng chí đại diện các bộ ban ngành, kính thưa các quý vị đại biểu, các quý doanh nghiệp, các quý khách mời, lời đầu tiên xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Lời đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hà Tuấn Khang, đại diện đến từ công ty cổ phần tập đoàn Mayland, là một doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là một doanh nghiệp sinh ra với sứ mệnh thực hiện chuyển đổi số chuyên biệt cho lĩnh vực bất động sản, từ đó hiện thực chuyển đổi số quốc gia, và là một thành phần trong những doanh nghiệp được thành lập với mong muốn và chủ động tham gia vào cuộc cách mạng 4.0 theo tinh thần nghị quyết số 52 của năm 2019 của Bộ Chính trị như anh Đường vừa nhắc tới. Thì hôm nay đại diện cho tất cả các doanh nghiệp startup Mayland đến đây, chúng tôi mong muốn chia sẻ về năng lực triển khai cũng như việc áp dụng tất cả các giải pháp công nghệ nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi số, từ đó giúp đất nước phát triển nền kinh tế số và nói chung và thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản nói riêng. Thì phần trình bày của tôi hôm nay gồm có 4 phần. Đầu tiên là toàn bộ về bối cảnh và thực trạng của thị trường bất động sản. Thứ hai là từ các bối cảnh đó, những xu hướng nào đang được các doanh nghiệp chuyển đổi mới sáng tạo tập trung phát triển nổi bật. Và thứ ba là tất cả các thách thức mà các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo gặp phải trong quá trình chuyển đổi số. Ở phần cuối cùng là đưa ra tiềm năng mà toàn bộ các doanh nghiệp mà chuyển đổi số đã sẵn sàng đồng hành cùng với lại chính phủ. Thì ở phần đầu tiên, tôi xin điểm qua bối cảnh cũng như thực trạng của thị trường bất động sản hiện tại. Đầu tiên tôi sẽ đưa ra cái bức tranh toàn cảnh của toàn bộ thị trường Việt Nam hiện nay. Đó là quy mô thị trường bất động sản hiện tại đã có xu hướng phát triển rất là mạnh và có khả năng dự đoán tăng trưởng gần 6 lần trong giai đoạn 2020 và 2030. Có khả năng đạt tới con số là 1.232 tỷ đô. Ngoài ra, toàn bộ giá trị của thị trường bất động sản hiện tại chiếm khoảng 7,7% GDP và dự kiến sẽ tăng 1,7% trong vòng 10 năm tới theo số liệu của PwC. Thì từ những cái dự đoán tiềm năng trên, mặc dù rất là tiềm năng, nhưng bên cạnh đó tất cả các hoạt động, tất cả các giai đoạn trong 8 hoạt động của chuỗi giá trị bất động sản mà tôi liệt kê ở trên, bao gồm các hoạt động như là sở hữu đất, phát triển đất, nghiên cứu và thiết kế, cũng như các hoạt động mua bán, quản lý, khai thác bất động sản đang gặp rất là nhiều rào cản bởi vì chưa áp dụng được công nghệ vào, từ đó dẫn tới các thực trạng như hiện tại tất cả các giao dịch trong bất động sản vẫn đang rất là chậm. Cái tính chất minh bạch của thị trường chưa được minh bạch. Ngoài ra, việc khai thác bất động sản hiện tại chưa hiệu quả, từ đó gây dẫn đến việc lãng phí tài nguyên rất lớn. Trước bối cảnh của thị trường bất động sản như trên, việc sự phát triển của tất cả các công ty PropTech đang mở ra cơ hội cũng như là những hoạt động thiết thực mà từ đó tạo ra các cái điều kiện để giúp tái định hình toàn bộ các hoạt động, các dịch vụ trong chuỗi bất động sản, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tạo ra các mô hình kinh doanh lớn, từ đó giúp cho việc thúc đẩy toàn bộ ngành bất động sản và góp phần xây dựng phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Nói chung thì như chúng ta đã thấy, nhu cầu chuyển đổi số hiện tại gần như là thiết yếu và gần như là bắt buộc sống còn đối với các doanh nghiệp. Chính vì như thế, hiện tại rất nhiều doanh nghiệp đang thực hiện chuyển đổi số, và dưới đây là 7 xu hướng nổi bật nhất mà các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đang thực hiện trong thời gian qua. Đầu tiên là phải điểm qua xu hướng nở rộ tất cả các sàn giao dịch bất động sản. Rất nhiều sàn giao dịch bất động sản hiện tại đang xuất hiện. Đây là các sàn giao dịch bất động sản trực tuyến thay cho các sàn giao dịch bất động sản offline trước đây, và tạo ra điểm nối giúp cho người mua và người bán dễ tiếp cận được đến với nhau, từ đó có thể tiến tới việc giao dịch bất động sản trực tuyến, giao dịch online. Tiếp tục là xu hướng thứ hai là áp dụng rất mạnh mẽ xu hướng số hóa và tự động hóa vào các mô hình quản lý bất động sản, có thể kể đến như là mô hình mà hầu hết các doanh nghiệp hiện tại đang bắt đầu triển khai là mô hình BIM. Tiếp tục là xu hướng số hóa tất cả các dịch vụ, tất cả các quy trình, tất cả các công việc offline hiện tại chưa hiệu quả, kém phát triển lên online, như ví dụ như là xây dựng số hóa việc tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến. Tiếp tục là xu hướng sử dụng công nghệ 3D, công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, từ đó xây dựng ra các mô hình hướng tới xây dựng một thế giới metaverse đồng bộ với lại toàn bộ vũ trụ bất động sản hiện tại. Và xu hướng thứ năm là xu hướng số hóa tài liệu nhằm phục vụ tối ưu hóa vận hành và quản trị nội bộ. Xu hướng thứ sáu là sử dụng khoa học dữ liệu lớn, big data, sử dụng trí tuệ
trí thông minh nhân tạo AI, từ đó xử lý tất cả các bài toán về dự đoán về giá cũng như các bài toán về xác minh chính chủ hay là kiểm soát tất cả các rủi ro trong giao dịch bất động sản, đưa ra tất cả các cái dự đoán tiềm năng của bất động sản trong thời gian tới. Xu hướng thứ bảy là một xu hướng cũng hết sức quan trọng hiện tại. Hầu hết các doanh nghiệp và các đơn vị đang có xu hướng sử dụng nền tảng quảng cáo chuyên biệt cho bất động sản thay vì việc phụ thuộc vào các nền tảng quảng cáo ở nước ngoài như là Google và Facebook. Hiện tại trong bất kỳ ai trong chúng ta chỉ cần mất 5 phút là chúng ta có thể tự tạo ra được một quảng cáo và đem cái bất động sản chúng ta muốn bán tới với người đúng nhu cầu. Thì trên đây là 7 xu hướng đang rất nổi bật và được rất nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thực hiện. Nhưng nhìn trên toàn bộ góc nhìn của thị trường thì có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Và chính vì thế Mela chúng tôi hiện tại đang nỗ lực xây dựng hệ sinh thái 26 sản phẩm để hướng tới năm 2025 chúng tôi có thể hỗ trợ góp phần giải quyết hầu hết các bài toán mà chúng ta đang gặp phải tồn đọng trong thị trường. Và để cho dễ hiểu hơn thì tôi xin có video chia sẻ về các giải pháp mà Mela chúng tôi đang thực hiện để thực hiện bài toán chuyển đổi số. Trên đây là một sản phẩm Maymat.com. Chúng tôi xây dựng sử dụng cái công nghệ gọi là công nghệ bản đồ GIS. Chúng tôi tích hợp và trồng rất là nhiều lớp dữ liệu lên để từ đó bất kỳ ai trong chúng ta có chỉ cần sử dụng smartphone hoặc là sử dụng laptop là chúng ta có thể ngồi tại nhà và có thể tra cứu được quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch sử dụng đất. Mọi người có thể xem ở trong hai màn hình nhỏ, đó là đây là sản phẩm Maymat mà chúng tôi đang triển khai. Thì với sản phẩm này, bất kỳ ai trong chúng ta chỉ cần sử dụng điện thoại và không cần phải tới cơ quan địa chính cũng có thể check được toàn bộ quy hoạch về quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, sử dụng đất cũng như tất cả các bất động sản được giao dịch ở trên đây. Tiếp tục là một sản phẩm tiếp theo mà hiện tại Mela chúng tôi đang thực hiện, đó là việc sử dụng các công nghệ về 3D để xây dựng ra một nền tảng giúp cho tất cả chúng ta có thể xem được triển lãm dự án một cách trực tuyến, có thể đi tới xem chi tiết từng bất động sản, các tiện ích của toàn bộ quần thể phân khu cũng như thông tin của từng bất động sản còn trong phân khu, trong dự án. Từ đó có thể tiến tới việc giao dịch cũng như là quản lý trực tuyến một cách theo thời gian thực của tất cả các dự án mà chúng ta đang sử dụng, đang mua bán. Và tất cả những cái xu hướng chuyển đổi số được phát triển ở trên thì chúng ta có thể thấy được chuyển đổi số đang phát triển rất là mạnh mẽ, nhưng mà nhìn ở góc nhìn chung so sánh với lại trên thế giới thì việc chuyển đổi số tại thị trường bất động sản Việt Nam hiện tại vẫn được bị đánh giá là chậm và đang đối mặt với rất là nhiều thách thức. Đầu tiên là thách thức về khung pháp lý. Hiện tại đối với các doanh nghiệp PropTech, hiện tại chúng ta chưa có khung hành lang pháp lý một cách rõ ràng và cởi mở cho các doanh nghiệp PropTech. Ngoài ra, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hiện tại như chúng tôi hiện tại đang rất mong muốn là triển khai các giải pháp mà có thể là giải pháp mới trước đây chưa từng có tiền lệ trong quá khứ để tạo ra các cái sự đột phá về hiệu suất. Nhưng chính vì như vậy, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo chúng tôi có thể gọi là đầu tàu về việc chịu rủi ro. Chính vì thế rất mong sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước là có cơ chế hỗ trợ giúp đỡ toàn diện cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Tiếp tục là thách thức về việc xây dựng cũng như tiếp cận với lại nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Và ngoài ra là thách thức đến từ sự xuất hiện của rất là nhiều doanh nghiệp mang tầm cỡ quốc tế như là Property Guru hay là WeWork hay là các doanh nghiệp Airbnb, họ đang vào Việt Nam và có khả năng họ rất mong muốn là thâu tóm các doanh nghiệp Make in Việt Nam. Đó cũng là một thách thức rất là lớn đối với lại những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, một trong những thách thức mà tôi để lại ở phần cuối cùng mà hầu hết tất cả các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, những doanh nghiệp startup chúng tôi đang gặp phải, đó là vấn đề về việc triển khai xây dựng tập hợp dữ liệu liên quan tới bất động sản đang bị phân tán, bị rời rạc ở khắp nhiều nơi, bao gồm các dữ liệu như là dữ liệu về quy hoạch, dữ liệu về sử dụng đất đai, dữ liệu về giao dịch, dữ liệu về định danh người dùng, dữ liệu sử dụng đất. Việc tập hợp được dữ liệu này rất là quan trọng bởi vì dữ liệu hiện tại đang là thứ gọi như là nòng cốt, cốt lõi nhất để chúng ta triển khai các giải pháp chuyển đổi số hiệu quả. Mọi người có thể biết là một trong những nền tảng hiện tại đang phát triển ở trên thế giới như là nền tảng Zillow là nổi tiếng nhất Mỹ và có thể là toàn cầu. Điểm mạnh của họ là gì? Đó là họ có thể tập hợp được dữ liệu mà hiện tại ở Việt Nam chúng ta đây là một việc rất là khó và chúng tôi rất là mong muốn cơ quan nhà nước có thể hỗ trợ cho chúng tôi tiếp cận được với lại dữ liệu. Thì đối mặt với rất nhiều thách thức trên, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo như chúng tôi cũng đã sẵn sàng luôn chuẩn bị về mặt năng lực, nguồn lực cũng như các giải pháp, phương án để có thể đồng hành cùng với lại chính phủ, nhà nước vượt qua và xây dựng nền kinh tế số nói chung và phát triển chuyển đổi số nói riêng trong thị trường bất động sản. Trước khi về phần trình bày cuối cùng thì tôi cũng thay mặt đại diện cho tất cả các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cùng với Mayland đưa ra cam kết là sẵn sàng đồng hành với chính phủ trong thời gian tới để thực hiện giải quyết các bài toán mà thị trường bất động sản còn gặp phải, như là bài toán minh bạch hóa thị trường bất động sản, nhất là minh bạch hóa về giá và pháp lý, từ đó có thể giảm thiểu được tất cả các cái kiện tụng tranh chấp liên quan tới rủi ro trong giao dịch bất động sản. Thứ hai là xây dựng nền tảng dữ liệu lớn nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích theo thời gian thực.
Thứ ba là phát triển nền tảng tự động hóa hỗ trợ cho tất cả các dịch vụ công của nhà nước, từ đó có thể tăng hiệu quả lên và giảm sự chờ đợi của người dân. Tiếp tục là xây dựng nền tảng số chuyên biệt cho ngành quy hoạch và xây dựng, ứng dụng mô hình GIS, BIM 3D và 4D hướng tới xây dựng vũ trụ Metaverse đồng bộ với lại vũ trụ bất động sản thực. Tiếp tục là đồng hành với cơ quan nhà nước để xây dựng hệ sinh thái số thúc đẩy các giao dịch bất động sản theo thời gian thực. Ở phần thứ 6 là chứng khoán hóa bất động sản để nhằm vốn hóa cũng như tài chính hóa toàn bộ bất động sản, tài sản bất động sản. Và xin nhắc lại một lần nữa ở phần cuối cùng, đó là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo như chúng tôi hiện tại là những doanh nghiệp hội tụ đủ năng lực và sẵn sàng đồng hành cùng với chính phủ để vượt qua tất cả các thách thức, tận dụng được tất cả các tiềm năng và từ đó bắt kịp được tất cả các xu hướng về chuyển đổi số mà đang diễn ra rất mạnh mẽ trên thế giới. Lời cuối cùng thì tôi cũng xin cảm ơn tới tất cả các quý vị lãnh đạo, tất cả các đại biểu đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúc sự kiện chuyển đổi số Việt Nam châu Á 2022 diễn ra thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.